Hi, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Lâu rồi mình không có làm cái video để nói về cuộc sống ở Trung Quốc. Không biết mọi người còn nhớ mình không? Lúc trước mình đen, mình xấu, giờ mình đỡ hơn chút vậy. Mình biết không? Mình ôm con về Việt Nam á, cũng hơn 1 năm nay rồi. Cháu thì ở với lại ông bà ngoại, còn mình á thì qua lại Trung Quốc. Qua lại Trung Quốc mà mình đi làm, mình không có ở với chồng. Tại vì visa của mình còn xài được á, mình tận dụng rồi qua bên mình làm. Mọi người biết do không, hồi lúc mà mình bắt đầu làm video á là mình với lại chồng mình, hai vợ chồng chuẩn bị mở tiệm bánh, xong rồi cái hai vợ chồng cũng lục đục cũng là vì tiền bạc đó. Mình đi làm chỗ khác, người ta chở mình 1 tháng là 4.000 tệ. Mình với chồng mình mở tiệm, mình nói là 1 tháng là anh phải đưa cho em 2.000 để em bỏ thẻ, giống như là tại vì mình ở đó mà, giống như là mình cái giống như cái cảm giác an toàn mà mọi người hiểu không, giống như là mình không có đi ra ngoài làm có tiền thì mình mở tiệm chung với chồng thì mỗi tháng chồng phải đưa tiền cho mình để mình, giống như cái đó là cái sự an toàn cho mình đó, mọi người hiểu không. Chồng mình gây nhau rồi, nói chung là lúc đó cũng có nhiều mâu thuẫn dồn lại lắm, nên là mình quyết định ôm con về. Nói chung là một mình vẫn nuôi con được. Thời gian cũng hồi tháng 8 năm rồi thì bây giờ cũng là hơn 1 năm, 1 năm rưỡi bây giờ đó mọi người. 1 năm rưỡi không cho con mình một xu nào cả, cũng năn nỉ mình qua, trời đâu ngu đâu qua, về mộng chết. Với lại mình nói cho mọi người nghe, ví dụ cô dâu mà muốn qua đây á, các bạn phải tìm hiểu kỹ nhà chú rể như thế nào, tại vì đa số những người mà người ta không cưới vợ được á, toàn là ở những vùng nông thôn, người ta mới về Việt Nam người ta cưới vợ thôi. Thật sự giống như là 10 người hồi hết 8 người rồi đó bạn. Thì bây giờ các bạn mà muốn qua đây á, các chị em nào mà muốn qua đây, mấy chị đừng có suy nghĩ lúc đó là khó khăn quá, cần tiền quá, liều mình qua đại, rồi đến khi đó là thiệt, nói chung là buồn lắm mọi người, không có gì ta được. Em lấy chồng Trung Quốc á thì nói chung là tìm hiểu thì em ủng hộ nha, còn mà qua mây mối á mà không biết nhà chồng như thế nào, không tìm hiểu, không có thời gian để mà tìm hiểu nha, em không có ủng hộ đâu, vì cái đó em trải qua rồi nè, không phải một mình em mà rất nhiều cô dâu ở qua đây nè mấy người. Ở trên cái đồ duyên TikTok á nhiều lắm.